Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau đây. Phương án đầu tư kéo dài tuyến metro số 1 của Thành phố Hồ Chí Minh kết nối Bình Dương và Đồng Nai. Sầu riêng trái vụ miền Tây khan hiếm, các kho công ty đẩy giá để thu gom cho xuất khẩu. Phát hiện hai kho hàng chứa hàng hóa không hóa đơn chứng từ, không chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Imhotep, một trong những bảo tàng khảo cổ đẹp nhất Ai Cập, mở cửa trở lại. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương và Đồng Nai về phương án đầu tư kéo dài tuyến metro số 1 kết nối hai địa phương này, tổng chiều dài hơn 53 km. Theo báo cáo nghiên cứu đầu tư, phương án kéo dài tuyến metro số 1 về Bình Dương và Đồng Nai chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 từ ga bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thắng S0 dài 1,8 km, tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng. Đoạn 2 từ ga S0 đi Bình Dương dài hơn 31 km với 14 ga và 1 depo, tổng vốn gần 52.000 tỷ đồng. Đoạn 3 từ ga S0 đi lên Đồng Nai dài hơn 20 km với 11 ga và 1 depo, tổng vốn hơn 31.400 tỷ đồng. Tổng mức vốn đầu tư 3 đoạn trên hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 86.000 tỷ đồng, dự kiến bằng vốn ngân sách. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư đoạn 1, tỉnh Bình Dương đầu tư đoạn 2 và tỉnh Đồng Nai đầu tư đoạn 3. Khởi công năm 2012, tuyến metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng và dự kiến khai thác thương mại từ tháng 7 năm 2024. Sầu riêng trái vụ tại các tỉnh miền Tây khan hiếm, nhằm gom đủ lượng hàng để xuất khẩu, các kho công ty đang ra giá 152.000 đồng một ký tùy loại. Theo người trồng sầu riêng, trong đợt xử lý vườn sầu riêng trái vụ vừa rồi, thời tiết mưa nhiều nên tỷ lệ đậu trái không cao. Đây cũng là lý do khiến sầu riêng trái vụ vốn là thế mạnh tại các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre nhưng cũng khá khan hiếm. Hiện sầu riêng đang được các kho vựa thu mua với giá trên 150.000 đồng một kg đối với sầu riêng Thái loại nhất. Còn sầu riêng ri 6 cũng có giá trên 130.000 đồng. Tại vườn, các thương lái cũng tranh nhau thu mua với giá dao động từ 120.000 đồng đến 140.000 đồng một kg tùy loại sầu riêng. Theo thống kê, tỉnh Tiền Giang hiện có 21.790 hecta trồng sầu riêng, tăng hơn 23% so với năm ngoái. Nhờ bán được giá cao, năm 2023, cây sầu riêng mang lại lợi nhuận trên 1,4 tỷ đồng một hecta, cao gần gấp đôi so với năm 2022. Hạt kiểm lâm huyện Đà Tẻn, tỉnh Lâm Đồng vừa chuyển giao 18 cá thể treo treo Nam Dương cho Vườn Quốc gia Cát Tiên tái thả về tự nhiên. Số treo treo này tịch thu từ các vụ săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn. Tại khu vực có sinh cảnh phù hợp thuộc địa phận Vườn Quốc gia Cát Tiên, 18 con treo treo đã được thả về môi trường sống tự nhiên. Treo treo Nam Dương có tên khoa học là Tragulus javanicus, là loài thú móng guốc chẳng, kích thước nhỏ thuộc họ treo treo, sinh sống chủ yếu dựa vào tầng rừng thấp. Chúng có thể được tìm thấy ở các rừng thứ sinh, rừng cây bụi, các đồng cỏ trong rừng, kể cả rừng trồng ở Nam Á và Đông Nam Á. Treo treo chủ yếu bị đe dọa bởi nhu cầu săn bắt làm thực phẩm, đôi khi nuôi nhốt như thú cảnh. Sự phân mảnh sinh cảnh sống bởi diện tích rừng suy giảm và thay đổi mục đích sử dụng rừng. Trong tập 26 phim Dâu Bể Mùa Xưa lên sóng tối nay, sau khi gián tiếp gây ra cái chết cho ông giáo, Du vẫn không hối hận cho những tội ác của mình. Mặt dày đến đám tang của ông giáo khiêu khích hai chị em Bông và Lệ. Bông tức giận nguyền rủa Du bị sét đánh. Đúng lúc trời đổ mưa, sấm chớp xuất hiện, Du thần hồn nát thần tính nên sợ hãi bỏ đi. Sự mặc cảm và đau lòng vì không thể bế con của Hiếu ngày càng tăng. Mặt khác, Hiếu phát hiện cánh tay của mình không còn cảm giác. Anh đành cầm dao định cứa tay nhưng Mén phát hiện và ngăn cản Hiếu kịp thời. Mời quý vị đón xem diễn biến chi tiết tập 26 phim Dâu Bể Mùa Xưa phát sóng vào lúc 19:30 hôm nay, 5 tháng 12 trên kênh HTV7. Sự kiện lớn chuyên ngành ngũ kim và dụng cụ cầm tay sẽ chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 tới đây. Chuỗi triển lãm này do Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thuộc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và được công ty Vinesat phối hợp tổ chức. Năm nay, triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam sẽ tiếp tục được tổ chức đồng thời với triển lãm Hardware and Hand Tools Expo. Tổng quy mô của sự kiện năm nay tăng 70% so với năm ngoái, với 400 gian hàng trưng bày của 350 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo Sở Công Thương, triển lãm quy mô lớn này tập trung giới thiệu nhóm ngành hàng chính gồm dụng cụ, máy công cụ, thiết bị gia cố, ngũ kim và nhóm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Đây là các nhóm ngành hàng có tính ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành, từ chế tạo, sản xuất, sửa chữa và xây dựng. Chuỗi sự kiện này sẽ tổ chức đồng thời cùng Hội chợ Thương mại Quốc tế lần thứ 21 tại Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Expo 2023 với sự tham gia của tổng cộng 1.200 doanh nghiệp từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong phần sau, đối tượng dùng súng nhựa cướp tiệm vàng đã bị công an bắt giữ sau chưa đầy 24 giờ gây án. Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, đã bị công an Cà Mau bắt với cáo buộc sát hại vợ hờ cùng bố mẹ nạn nhân. Ngày 4 tháng 12, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công an phường 14, quận 10 phát hiện hai kho chứa hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất hai căn nhà nằm tại địa chỉ 43/1 Thành Thái, phường 14, quận 10. Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 60m², chất đầy các loại hàng hóa, kính cả các bậc lên xuống cầu thang của 4 tầng nhà. Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm ngàn sản phẩm các loại, từ mỹ phẩm đến thực phẩm chức năng, các loại sữa, cùng hàng trăm đôi giày gắn nhãn hiệu Gucci. Theo lãnh đạo đội, đây là kho hàng có số lượng rất lớn và cực kỳ đa dạng về chủng loại. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định toàn bộ số hàng hóa này đều có dấu hiệu nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và có giá trị nhiều tỷ đồng. Lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Chưa đầy 24 giờ gây án, đối tượng cướp tiệm vàng tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị công an bắt giữ. Qua vụ việc này, lực lượng công an cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân, nhất là vào thời điểm cuối năm, các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản có xu hướng hoạt động mạnh. Trước đó, vào 14 giờ 25 phút ngày 3 tháng 12, Công an quận Tân Bình nhận được tin báo, một nam thanh niên cầm một vật có hình dạng giống súng đi vào tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, phường 5, cướp tài sản. Ngay khi phát hiện, chủ tiệm vàng và người dân xung quanh tri hô nên đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Đến 14 giờ 50 phút ngày 4 tháng 12, tổ công tác đã bắt đối tượng Nhữ Ngọc Long, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, bước đầu Long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan công an cũng xác định vật có hình dạng giống súng mà đối tượng dùng để cướp tiệm vàng là súng nhựa. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thông tin về vụ án nghiêm trọng khiến ba người trong cùng một gia đình ở xã Thành Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau tử vong trong nhà. Chiều qua, Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, đã bị công an Cà Mau bắt với cáo buộc sát hại vợ hờ đang mang song thai và bố mẹ của chị này. Bước đầu, Khoa thừa nhận hành vi, cho biết do sống ở nhà vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tuần trước, sau khi xảy ra tranh cãi, Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ là ông Thanh, 69 tuổi. Sau khi gây án, đối tượng lấy tiền của các nạn nhân bỏ trốn đến xã Bình Định, thành phố Cà Mau thì bị bắt. Trước đó, chiều qua, chị V về nhà thăm cha mẹ, phát hiện có mùi hôi nồng nặc, linh tính có chuyện chẳng lành nên báo với hàng xóm và chính quyền địa phương. Khi lực lượng chức năng phá cửa vào nhà kiểm tra thì phát hiện ba người bên trong đã tử vong. Chiều 4 tháng 12 tại tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ việc bắt giữ người, uy hiếp người trái pháp luật. Sau nhiều giờ khống chế một cô gái, đối tượng đã bị công an bắt giữ. Theo người dân địa phương tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, vào thời gian trên họ thấy một nam giới có biểu hiện kích động, dùng hung khí khống chế một cô gái rồi đưa nạn nhân vào phòng rồi khóa trái cửa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Văn Giang đã cử lực lượng xuống hiện trường giải cứu nạn nhân. Đến khoảng 19 giờ, lực lượng chức năng đã đưa được cô gái ra ngoài và khống chế được đối tượng. Vụ việc đang trong quá trình điều tra. Tối qua, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao giữa xe đầu kéo và xe bán tải, không ghi nhận thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30, sau tiếng va chạm mạnh, người dân sống quanh khu vực phát hiện xe đầu kéo kéo theo rơ móc va chạm với xe bán tải. Tại hiện trường, xe đầu kéo và xe bán tải đều nằm lệch trên đường. Phần đầu của xe đầu kéo và phần hông của xe bán tải bị hư hỏng. Sau va chạm, hai phương tiện nằm chiếm hơn một làn đường theo hướng đi từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, làm hàng loạt phương tiện các loại lưu thông ngang qua bị ùn ứ, di chuyển chậm kéo dài trên đường. Nhận được tin báo, trạm kiểm soát giao thông Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
với phần tiếp theo của chương trình. Hồi chuông cảnh báo Greenland, một trong những hệ sinh thái quan trọng nhất hành tinh, đang bên bờ vực thẳm. Dù đã 70 tuổi, một phụ nữ tại Uganda vẫn hạ sinh được một cặp song sinh khỏe mạnh. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 12, nhà chức trách khu vực miền Nam Ấn Độ đã quyết định dừng nhiều hoạt động do lo ngại những ảnh hưởng mạnh từ cơn bão Michaun. Bão dự kiến đổ bộ vào bờ biển bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này trong 24 giờ tới và gây mưa lớn. 7.000 người tại 8 huyện ven biển đã được sơ tán tại bang Tamil Nadu. Chính quyền địa phương tuyên bố 4 huyện ven biển nghỉ một ngày, đóng cửa trường học, công sở. Sáng ngày 4 tháng 12, sau những trận mưa lớn, sân bay Chennai đã phải tạm dừng hoạt động trong 2 giờ. Một số chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng sang các thành phố khác. Mưa lớn cũng đổ xuống hai bang Andhra Pradesh và vùng Tamil Nadu trong ngày 4 tháng 12, gây ngập lụt ở một số thành phố lớn. Mới đây, các nhà khoa học tiếp tục ghi nhận các tảng băng trôi rơi xuống vùng nước phía đông Greenland. Đây là hồi chuông cảnh báo cho một trong những hệ sinh thái quan trọng nhất hành tinh đang bên bờ vực thẳm. Một báo cáo đặc biệt năm 2019 của Ủy ban Khoa học Khí hậu của Liên Hiệp Quốc cho biết Bắc Cực đang ấm lên nhanh hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu do một quá trình được gọi là khuếch đại Bắc Cực. Điều này xảy ra khi băng và tuyết trên bề mặt biển vốn phản xạ ánh sáng mặt trời một cách tự nhiên, tan thành nước, khiến đại dương hấp thụ nhiều nhiệt hơn. Tháng 7 năm ngoái là tháng nóng kỷ lục tại trạm nghiên cứu Greenlandic Summit Camp trên đỉnh dải băng. Xung quanh eo biển Scoresby, vịnh hẹp lớn nhất trên trái đất, không có băng trong một tháng mỗi năm, trong mùa đông vùng cực bất tận. Các nhà khoa học Đan Mạch chuyên về Bắc Cực ước tính, trong hai thập kỷ qua, chấm băng bao la ở Greenland đã mất đi 4,7 ngàn tỷ tấn, làm mực nước biển dâng thêm 1,2 cm. Ngày 4 tháng 12, dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify cho biết sẽ sa thải khoảng 1.500 nhân viên, tương đương 17% lực lượng lao động. Đây là đợt cắt giảm nhân sự thứ ba của công ty này trong năm nay. Trên trang web của công ty, Giám đốc điều hành Daniel Ek giải thích rằng tăng trưởng kinh tế đã chậm lại và các chi phí đang ngày càng đắt đỏ hơn. Việc cắt giảm nhân sự nằm trong một kế hoạch thay đổi chiến lược lớn nhằm giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. Những nhân viên bị sa thải sẽ nhận được 5 tháng trợ cấp, tiền nghỉ phép và bảo hiểm. Spotify dự kiến trong quý tư năm nay sẽ lỗ 93-108 triệu euro, trong khi trước đó từng dự báo đạt lợi nhuận 37 triệu euro. Trong năm nay, Spotify từng cho 600 nhân viên nghỉ việc vào tháng 1 và thêm 200 người nữa vào tháng 6. Một phụ nữ Uganda 70 tuổi đã sinh được một cặp song sinh. Người mẹ đó là bà Safina Namukwaya mô tả sự ra đời của cặp song sinh, một trai và một gái, là một phép lạ vào hôm thứ Tư. Còn theo bác sĩ Edward Tamale Sali, người giám sát quá trình mang thai và sinh nở của sản phụ, cho AFP biết, việc sinh một cặp song sinh là một kỳ tích phi thường đối với một bà mẹ 70 tuổi. Bác sĩ cho biết, người mẹ và các em bé đều có sức khỏe tốt và vẫn đang được theo dõi tại một cơ sở ở thủ đô Kampala. Safina Namukwaya thường sống ở vùng nông thôn Masaka, cách thủ đô khoảng 120 km về phía Tây. Không có con với người chồng đầu tiên, tuy nhiên người bạn đời hiện tại của bà lại không mặn mà chuyện có con, khiến bà rất thất vọng. Bà cụ 70 tuổi mới sinh con gái cách đây 3 năm sau khi bị dân làng nguyền rủa là người phụ nữ không có con. Một trong những bảo tàng khảo cổ đẹp nhất Ai Cập Imhotep đã mở cửa lại trong ngày 3 tháng 12 tại khu lăng mộ Saqqara phía nam thủ đô Cairo của Ai Cập. Bảo tàng hiện lưu giữ 286 đồ tạo tác trong 6 gian trưng bày chính. Được đặt theo tên của một kiến trúc sư và một tể tướng của vua Pharaoh Djoser, vị vua thứ hai trong triều đại thứ ba của Ai Cập, bảo tàng này hiện lưu giữ 286 đồ tạo tác trong 6 gian trưng bày chính, cùng với khoảng 70 đồ tạo tác được trưng bày tạm thời. Theo Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ahmed Issa, đây là một trong những bảo tàng khảo cổ đẹp nhất của nước này. Với các bộ sưu tập cổ vật từ các bức tượng, bình, vải và bia mộ, cho đến các công cụ xây dựng tượng đài và chôn cất. Hầu hết đều được khai quật ở Saqqara, khu lăng mộ được công nhận là di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, cùng với các khu kim tự tháp Giza và Dasur. Nằm trên diện tích khoảng 1.500 m2, bảo tàng trên được khánh thành trong năm 2006,
cho đến khi được Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập đóng cửa để sửa chữa hồi tháng 3 năm 2022. Mùa Giáng sinh đã bắt đầu tại Croatia và Slovenia. Người dân đổ ra đường phố tham gia nhiều hoạt động ngoài trời khác nhau. Ở thủ đô Zagreb của Croatia, sân băng ngoài trời trên quảng trường Tomislavac đông đúc người, trong khi những người khác thì chọn thưởng thức ẩm thực đường phố tại các quầy bán đồ ăn ở chợ Giáng sinh. Gia đình tôi luôn đến Zagreb vào dịp Giáng sinh hoặc mùa giọng. Chúng tôi yêu thích bầu không khí tại đây trong khoảng thời gian kỳ diệu này. Thủ đô Zagreb năm nay trang hoàng rất đẹp, nhiều điểm để chụp ảnh, âm nhạc thì tuyệt vời. Trong khi đó, bất chấp tuyết rơi dày đặc, tại thủ đô Ljubljana của Slovenia, mọi người vẫn tụ tập xung quanh cây thông Noel lớn ở khu vực trung tâm để tận hưởng không khí Giáng sinh đang đến gần. Mùa giọng là khoảng thời gian 4 tuần trước ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu. Nhiều nơi trên thế giới thường tổ chức các phiên chợ Giáng sinh vào dịp đặc biệt này. Các vận động viên Trung Quốc và Canada vừa giành chiến thắng tại giải vô địch thế giới trượt tuyết tự do được tổ chức ở Kuusamo, Phần Lan. Ở nội dung nam, huy chương vàng thuộc về gương mặt quen thuộc Ki Wan Pu, đương kim vô địch người Trung Quốc bảo vệ thành công danh hiệu lần thứ 15 của mình với thành tích 119,91 điểm. Việt Minh Wagner của Thụy Sĩ và Á quân người trước Dmytro Kotovsky của Ukraine lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3. Ở nội dung nữ, Marion Tenon của Canada có màn trình diễn ấn tượng với thành tích 99,05 điểm. Cô xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Danielle Scott của Australia, trong khi Zambota Anda Bergenova của Kazakhstan xếp thứ 3. Đây cũng là chức vô địch World Cup trượt tuyết tự do lần thứ 3 của Marion Tenon. Vận động viên người Mỹ Brian Group vừa kết hợp lướt ván và nhảy dù để thực hiện một màn biểu diễn vô cùng mạo hiểm ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Nhà vô địch thế giới hai lần môn lướt ván đã trượt qua bể bơi vô cực dài 94m trên sân thượng khu nghỉ dưỡng Address Beach ở độ cao 294m so với mực nước biển. Grab được một chiếc máy bay không người lái kéo trên mặt nước trước khi anh bay khỏi ván và nhảy dù từ độ cao 77 tầng xuống bãi biển bên dưới. Để tích lũy kinh nghiệm cho pha biểu diễn mạo hiểm này, Grab đã làm việc với cựu chiến binh nhảy dù Miles Dyser. Anh hoàn thành chương trình đào tạo tại 4 trại huấn luyện ở Mỹ và Thụy Sĩ, bao gồm 112 lần nhảy để giúp tăng sự tự tin của mình. Giá vàng thế giới vào chiều ngày 4 tháng 12 đã tăng lên mức cao kỷ lục mới do thị trường ngày càng lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Trong phiên giao dịch trên sàn COMEX của Mỹ, giá vàng có thời điểm tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, ở mức 2.135,39 đô la Mỹ một ounce. Việc chốt lời sau đó được thực hiện khiến giá giao dịch kim loại quý này ở mức 2.069,01 đô la Mỹ một ounce. Thêm vào đó, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm tới đã gây áp lực giảm giá lên đồng đô la Mỹ, vốn đang giao dịch quanh mức thấp nhất trong 3 tháng, làm tăng thêm sức hấp dẫn của vàng. Trong diễn biến khác cùng ngày, Bitcoin được giao dịch trên ngưỡng 40.000 đô la Mỹ. Đây là mức giao dịch cao nhất lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm ngoái, nhờ những kỳ vọng của thị trường về việc Mỹ sẽ sớm cho phép giao dịch rộng rãi hơn đối với loại tiền điện tử lớn nhất thế giới này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt.